rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Khổ mấy cũng giàu, tuổi Mậu Thân 1968, tháng 11 âm lịch năm 2024, trời thương để mắt, bùng nổ phát tài, tiền về vô cùng nhiều. Thưa quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, thời điểm tháng 11 âm lịch đã đến, chỉ còn ít thời gian nữa thôi chúng ta sẽ chào đón năm Ất Tỵ 2025. Một năm mới tràn đầy hy vọng và khởi sắc. Ban biên tập chương trình Tử Vi biết rằng đây là lúc ai nấy đều tất bật hoàn thành những công việc còn dang dở, nỗ lực hết mình cho những dự định còn dang dở để bước sang một năm mới tươi sáng hơn. Dù bận rộn đến đâu, xin quý vị hãy dành cho mình một chút thời gian nhìn lại hành trình đã qua, tự hào về những gì mình đã đạt được và đón nhận những điều chưa như ý với tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, chắc chắn rằng sự nỗ lực ấy sẽ là nền tảng cho những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Cuộc sống của mỗi chúng ta có lúc vui lúc buồn, có những thành công cũng không thiếu những thử thách thức. Tử Vi hiểu rằng, nhiều quý mệnh chủ đang phải đối diện với những khó khăn vất vả, mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh. Có người may mắn không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế khó khăn, nhưng vẫn đau đầu với muôn vàn áp lực và trăn trở. Với cuộc sống vốn dĩ là vô thường, khi thì bình yên lúc lại sóng gió. Vậy nên Tử Vi mong rằng, dù gặp phải nghịch cảnh hay thử thách bản mệnh cũng luôn giữ cho mình tinh thần mạnh mẽ, biết ơn những gì mình đang có và luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều đến với cuộc đời mình, vì phía sau khó khăn là những quả ngọt mà mỗi người xứng đáng nhận được. Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng tự hỏi về ý nghĩa của vận mệnh và những thăng trầm trong cuộc sống. Đôi lúc chúng ta tự hỏi liệu cuộc đời có thực sự là một chuỗi sắp đặt hay không và liệu mọi nỗ lực có phải là vô ích. Nhưng Tử Vi luôn tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Dù có những thứ đã được định sẵn nhưng cũng có những thứ nằm trong quyền tự quyết của bản thân. Mỗi nỗ lực và cố gắng đều là những bước đi để viết nên trang sách cuộc đời của chính mình, giúp chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và hoàn thiện hơn trước mọi phong ba bão táp. Thời gian qua quý vị đã dũng cảm vượt qua muôn trùng sóng gió của cuộc đời và gần hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong năm nay. Tử Vi mong rằng quý vị luôn tự hào về bản thân mình, giữ cho mình tâm hồn bình an, yêu đời và tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn. Dẫu có thể bản mệnh không sống trong nhung lụa vàng bạc, giàu sang phú quý, nhưng điều quý giá nhất mà Tử Vi muốn trao đến quý vị chính là những dự ngôn luận giải Tử Vi, để quý vị có thể tự tin cải vận, thu hút tài lộc, giữ vững tâm thế an nhiên, xóa đi phiền muộn để tự tạo dựng sự tự do và giàu có từ đôi bàn tay của chính mình. Nếu quý cô bác đã hữu duyên nghe được đến đoạn này, xin quý vị hãy đăng ký kênh để gửi tín hiệu cho Tử Vi rằng quý vị vẫn luôn ở đây cùng lắng nghe và đồng hành với chúng tôi. Tử Vi luôn ở đây để lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ quý vị vượt qua mọi thử thách của cuộc sống như những người bạn tâm giao đáng tin cậy. Ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tử Vi xin kính mời quý vị đến với nội dung dự ngôn luận giải chi tiết Tử Vi tháng 11 âm lịch. Đây là tháng quan trọng đánh dấu những cột mốc cuối cùng của một năm cũ sắp qua, cũng là lúc để chúng ta chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Thời điểm này vận trình của mỗi người đều mang trong mình cả cát và hung, nhân quả tuần hoàn. Dù như thế nào Tử Vi luôn mong rằng, nếu có thể luận giải ra đại vận thì quý vị sẽ biết nắm bắt để tăng thêm các khí. Còn nếu có lỡ luận và điều không may, Tử Vi cũng hy vọng rằng quý vị có thể biết trước thiên cơ để từ đó xoay chuyển càn khôn, hóa hung thành cát, biến nguy thành an. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây. Công việc tiến triển, tình duyên khởi sắc,
Tháng 11 âm lịch năm 2024 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho người tuổi Mậu Thân sinh 1968. Với sự giúp đỡ của cục diện tam hợp, thanh long cát tinh và nhiều yếu tố thuận lợi khác, bản mệnh sẽ trải qua một tháng đầy may mắn cả trong công việc, tài chính lẫn tình cảm. Tuy nhiên, tác động của ngũ quỷ và một số hung tinh khác cũng nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng trong các quyết định quan trọng về công việc, phát triển vượt bậc, cơ hội thăng tiến. Trong tháng này, tuổi Mậu Thân sinh 1968 được hưởng lợi từ cục diện tam hợp, giúp bản mệnh giữ vững sự minh mẫn và sáng suốt trong mọi quyết định công việc. Đây là thời điểm bản mệnh có thể phát huy toàn diện năng lực bản thân, đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bản mệnh có cơ hội nhận thưởng nóng hoặc được giao thêm những dự án lớn với sự hỗ trợ từ thanh long. Bản mệnh thu hút sự chú ý của cấp trên, tạo dấu ấn mạnh mẽ và có khả năng được thăng chức hoặc nhận trách nhiệm quan trọng. Đây là thời điểm bản mệnh nên mạnh dạn nắm bắt các cơ hội. Miễn là chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng, người kinh doanh buôn bán, công việc làm ăn kinh doanh tiến triển tốt nhờ bản mệnh biết nắm bắt thời cơ và xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng, đối tác. Với tầm nhìn xa trông rộng, tuổi Mậu Thân có thể mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động hoặc đầu tư. Thanh long cũng giúp bản mệnh giữ được chữ tín, tạo sự tin tưởng từ mọi người. Các kế hoạch trước đây bắt đầu mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuổi Mậu Thân trong tháng này có cơ hội cải thiện vị trí công việc nhờ sự hỗ trợ từ tam hợp và thanh long. Những người làm kinh doanh sẽ thấy rõ hơn sự ổn định trong các dự án đã lên kế hoạch từ trước. Đặc biệt, nếu hợp tác với người mệnh hỏa hoặc thổ, với người làm văn phòng, khả năng được cấp trên ghi nhận cao, nhưng cần thận trọng với đồng nghiệp cạnh tranh. Những người đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới sẽ gặp vận may qua các mối quan hệ cũ. Đặc biệt, bản mệnh có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc làm việc từ những người từng hỗ trợ trước đây. Tuy nhiên, cần thận trọng kiểm tra thông tin trước khi quyết định. Lưu ý quan trọng, dù thành công vẫn cần cẩn thận với sự tác động của ngũ quỷ, đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét, gây khó dễ trong công việc. Hãy kiểm chứng thông tin cẩn thận trước khi đưa ra quyết định lớn, tránh tin tưởng quá mức vào lời nịnh nọt. Lời khuyên cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ mang tính chiến lược, tránh sa đà vào việc chi tiết không quan trọng. Các dự án liên quan đến đầu tư, bất động sản sẽ có dấu hiệu khởi sắc từ ngày 15 đến ngày 20 âm lịch, nhờ sự soi rọi của sao Thanh Long, tránh tranh luận gay gắt trong các cuộc họp quan trọng. Lời nói khéo léo sẽ giúp bản mệnh giữ vững vị trí. Về tài lộc, vượng khí hanh thông, thu nhập dồi dào. Phương diện tài chính của người tuổi Mậu Thân trong tháng này khá tươi sáng. Bản mệnh có thể nhận được nguồn thu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề chi tiêu. Tháng này, tài lộc của tuổi Mậu Thân chủ yếu đến từ nguồn thu nhập chính. Nhưng các nguồn thu phụ từ đầu tư nhỏ hoặc kinh doanh ngắn hạn cũng góp phần đáng kể. Sao Thanh Long hỗ trợ giúp bản mệnh nắm bắt cơ hội tài chính. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập cố định, bản mệnh có thể nhận thêm phần thưởng hoặc khoản phụ cấp nhờ những đóng góp xuất sắc. Đây là cơ hội tốt để tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Người làm kinh doanh thu nhập tăng đáng kể nhờ việc nắm bắt tốt xu hướng thị trường. Các dự án cũ mang lại nguồn lợi ổn định, trong khi các kế hoạch mới giúp bản mệnh mở rộng tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, có thể bản mệnh sẽ gặp rủi ro nếu tham gia vào các khoản đầu tư mạo hiểm. Hãy tập trung vào những lĩnh vực bản mệnh thực sự hiểu rõ, những cơ hội nổi bật. Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc giáo dục có thể nhận thêm hợp đồng hoặc khoản thưởng bất ngờ. Đầu tư tài chính cần thận trọng. Đặc biệt với những khoản mang tính rủi ro cao, hãy ưu tiên phương án giữ tiền mặt hoặc đầu tư an toàn. Trong tuần cuối tháng có khả năng nhận được quà tặng hoặc tiền hỗ trợ từ người thân trong gia đình. Lời khuyên tài chính, không nên cho vay mượn trong tháng này để tránh mất mát hoặc xảy ra mâu thuẫn. Nên hạn chế việc chi tiêu vào các vật phẩm không cần thiết,
hạn chế chi tiêu xa xỉ hoặc đầu tư vào những dự án chưa được kiểm chứng rõ ràng. Hãy dành một phần tài chính cho việc tích lũy hoặc đầu tư dài hạn, vì tháng sau có dấu hiệu chi tiêu tăng lên do nhu cầu chuẩn bị Tết, tình cảm khởi sắc đáng kể, gia đình ấm áp. Tử vi tháng này dự báo nhiều tin vui trong chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Thân. Nhờ tâm lý lạc quan, tích cực, bản mệnh thu hút được sự yêu mến từ những người xung quanh, người đang có gia đình ổn định. Mối quan hệ tình cảm gia đình có thể vừa trải qua một số thử thách nhỏ, chủ yếu do áp lực công việc và tài chính. Hãy dành thêm thời gian trò chuyện và chia sẻ với đối phương để tránh hiểu lầm. Tam hợp mang lại cơ hội hàn gắn và tăng cường sự gắn kết. Gia đình là nơi bản mệnh tìm thấy sự bình yên và động viên. Người bạn đời luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của bản mệnh. Trong tháng này bản mệnh có thể lên kế hoạch cho những buổi gặp mặt gia đình, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Người độc thân, bản mệnh trở nên nổi bật trong các hoạt động tập thể, nhờ đó nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tượng. Tháng này, người tuổi Mậu Thân có vận đào hoa khá sáng, nhưng cần phân biệt rõ ràng giữa cảm xúc thật sự và sự ngộ nhận. Bản mệnh có thể gặp gỡ người thú vị qua các sự kiện xã hội hoặc nhờ mai mối từ bạn bè. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn để hiểu đối phương trước khi quyết định tiến xa. Nếu cảm nhận sự chân thành từ đối phương, hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng, lời khuyên tình cảm, hạn chế tham gia vào những mâu thuẫn không đáng có. Giữ thái độ khiêm tốn, không nên quá tự mãn khiến người khác hiểu lầm. Đừng quá đặt nặng vấn đề kinh tế trong mối quan hệ, thay vào đó, hãy tìm cách hỗ trợ lẫn nhau. Các chuyến đi ngắn hoặc những buổi tụ họp gia đình sẽ giúp bản mệnh và đối phương tạo thêm nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Về sức khỏe, cần chú ý không nên chủ quan dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh và hung tinh bạch hổ. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng này có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Bản mệnh có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không ổn định. Lưu ý sức khỏe, cẩn thận các bệnh về xương khớp, tiêu hóa, không làm việc quá sức hoặc tham gia các hoạt động nguy hiểm, tăng cường bổ sung thực phẩm lành mạnh, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng. Lời khuyên, dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiềm ẩn. Lời khuyên cho tuổi Mậu Thân tháng 11 âm lịch, tập trung vào công việc chính. Tránh lơ là hoặc phân tâm vào những hoạt động không đáng tin cậy. Duy trì thái độ sống tích cực, không để lời nói của người ngoài ảnh hưởng đến tâm lý. Học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Thận trọng khi hợp tác với những người mới. Luôn kiểm tra thông tin kỹ lưỡng. Tóm lại, người tuổi Mậu Thân có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tài chính và tình cảm. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng trước những nguy cơ tiềm ẩn do hung tinh mang lại. Chỉ cần giữ vững sự tỉnh táo và quyết tâm, đây sẽ là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng, tiến thêm một bước vững chắc trên hành trình của mình. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Khổ mấy cũng giàu, tuổi Mậu Thân 1968, tháng 11 âm lịch năm 2024, trời thương để mắt, bùng nổ phát tài, tiền về vô cùng nhiều. Tiếp theo, để cảm ơn quý cô bác đã ở lại với Tử Vi đến giờ phút này, sau đây sẽ là phần rất đặc biệt, giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về vận mệnh cuộc đời cũng như chiêm nghiệm lại những năm tháng thăng trầm đã trải qua. Xin mời quý bản mệnh cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Lời Phật dạy về thị phi, không tranh cãi là cách giải quyết nhanh nhất. 1. Thị phi trên đời là gì? Trong cuộc sống mỗi con người đều phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Một trong những thứ gây ra muộn phiền, đau khổ và sự phiền toái lớn nhất chính là thị phi. Vậy thị phi là gì? Thị có nghĩa là đúng, phi có nghĩa là sai. Tuy nhiên, khi hai từ này kết hợp lại, chúng tạo thành một khái niệm không hề đơn giản. Với thị phi chính là những tranh cãi, những lời đồn đoán,
những sự hiểu lầm hoặc những phán xét sai lệch mà người ta đưa ra về người khác. Đôi khi chuyện đúng hay sai không còn quan trọng, mà chỉ cần có người nói ra là có thị phi. Thị phi là những điều không thể đoán trước, đôi khi không phải do bản thân mình gây ra nhưng lại liên quan đến mình. Nó như một cơn gió vô hình luôn tồn tại trong không khí và mỗi khi có điều gì bất ngờ xảy ra, nó lại cuốn đi mọi thứ, khiến con người không kịp trở tay. Thị phi giống như những mảng màu đen và trắng, giống như cảm xúc yêu và ghét chúng là hai mặt đối lập nhưng không thể thiếu nhau trong đời sống. Chúng khiến cho cuộc đời vốn đã phức tạp càng thêm rối rắm. Đôi khi con người lại tìm cách vướng vào thị phi để rồi mãi không thoát ra được. Chỉ vì mong muốn bảo vệ bản thân, chứng minh sự đúng đắn của mình. 2. Thị phi đều do lắm lời mà ra. Con người chúng ta thường có thói quen than phiền, chỉ trích và phê phán người khác. Những lời nói từ miệng của chúng ta đôi khi không phải là sự thật mà chỉ là những cảm xúc cá nhân, những suy nghĩ bị chi phối bởi sự giận dữ, cảm giác không hài lòng và chính những lời nói này tạo ra thị phi khiến cho mọi chuyện trở nên rối ren hơn. Chúng ta có thể không nhận ra rằng những lời nói này có thể ảnh hưởng đến tâm trí và cuộc sống của những người xung quanh. Đây là một loại bệnh nan y mà nhiều người trong chúng ta mắc phải. Khi chúng ta nhìn đời qua lăng kính của sự giận dữ, cảm giác không hài lòng, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra những nhận xét, phán xét không chính xác và điều đó chỉ khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp. Lời Phật dạy về thị phi rất rõ ràng, lắm lời là căn nguyên của thị phi. Nếu chúng ta không học cách kiềm chế miệng lưỡi, không học cách lựa chọn những lời nói phù hợp, chúng ta sẽ tự chuốc lấy những phiền phức và muộn phiền cho chính mình. Không phải lúc nào những lời chỉ trích hay tranh cãi cũng là đúng và càng không phải lúc nào việc chứng minh người khác sai cũng mang lại sự thỏa mãn. Đôi khi chúng ta cần làm là học cách giữ im lặng, không tiếp tục thêm dầu vào lửa của thị phi. 3. Không tranh cãi là cách giải quyết thị phi nhanh nhất. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng đúng thì phải nói, sai thì phải chỉ ra. Và vì thế, khi đối mặt với thị phi, không ít người sẽ chọn cách biện bạch, giải thích hoặc thậm chí cãi lại để bảo vệ danh dự và sự đúng đắn của mình. Tuy nhiên, sự thật không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy, không tranh cãi thực ra là cách giải quyết thị phi nhanh nhất. Thật ra không tranh cãi không phải là không có khả năng phản kháng hay không dám lên tiếng, mà là biết chọn đúng thời điểm để giữ sự bình tĩnh và an ổn trong lòng. Khi ta đối mặt với thị phi, chúng ta cần phải nhớ rằng, tâm trí của chúng ta phải dành cho những điều tốt đẹp, cho những người xứng đáng, chứ không phải cho những kẻ chỉ muốn gây tổn thương mình. Khi ta không còn sợ hãi những tổn thương mà người khác gây ra, tức là ta đã tìm được cách để giải thoát. Sự bình yên của tâm hồn quan trọng hơn sự bảo vệ danh dự một cách mù quáng. Ai cũng có những quan điểm và nhận thức riêng và việc bạn cố gắng thuyết phục một ai đó hiểu mình đôi khi là một điều vô ích. Nếu không thể giải thích được, chi bằng hãy bỏ qua. Chúng ta không cần phải giải thích hết mọi chuyện, đặc biệt là đối với những người không hiểu. Nếu đã không thể giải thích được, hãy bỏ qua và tiếp tục sống an yên. 4. Không tranh cãi bí quyết của trí tuệ. Lời Phật dạy về thị phi nhấn mạnh rằng, không tranh cãi là trí tuệ cao siêu của cửa Phật. Tại sao vậy? Bởi sự thật và chân lý không hề thay đổi bởi những cuộc tranh cãi. Nếu một điều gì đó là đúng, nó sẽ mãi là đúng, không vì những lời tranh luận mà thay đổi. Trái lại, tranh cãi chỉ làm cho sự thật bị che lấp và bản thân chúng ta thêm mệt mỏi, thậm chí là mất đi cơ hội học hỏi và cải thiện. Thay vì lao vào tranh cãi, hãy nhìn nhận mọi chuyện một cách bình thản và tìm cách giải quyết bằng sự khôn ngoan. Phật dạy, bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng, miệng lưỡi là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận nó có thể làm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Những lời nói không cẩn thận có thể dẫn đến sự tranh cãi, xung đột không đáng có khiến cho bản thân chúng ta phải trả giá. Vì vậy, học cách im lặng là một cách giải quyết thị phi khôn ngoan nhất. Kiểm soát miệng lưỡi, không vì sự sảng khoái nhất thời mà nói những lời làm tổn thương người khác.
Đừng để những lời nói vô nghĩa làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Hãy nhớ rằng, khi bạn để tâm trí của mình vào những điều tốt đẹp, những lời nói thiện lành thì mọi thị phi tự nhiên sẽ tránh xa. 5. Biện pháp chữa bệnh thị phi. Khi đối mặt với những thị phi không đáng có, thay vì lao vào biện bạch, hãy thử làm theo lời Phật dạy, không tranh cãi, không sân si và không phê phán. Biện pháp chữa bệnh duy nhất là sự im lặng, không hơn thua, không tranh cãi, không trách móc. Phê bình người khác cũng là một việc cần phải làm cẩn thận. Nếu muốn chỉ ra sai lầm, chúng ta phải chỉ rõ cách sửa sai. Không ai hoàn hảo, nhưng qua những lời phê bình, chúng ta có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân và cải thiện bản thân mỗi ngày. Khi bị người khác phê bình, thay vì tức giận hay phản ứng lại, hãy coi đó là cơ hội để tự kiểm điểm bản thân và trưởng thành. Những lời chê bai dù có gay gắt đến đâu cũng có thể trở thành những bài học quý giá để chúng ta tiến bộ. Hãy tự nhủ với mình mỗi ngày. Dù có phải đối mặt với thị phi, dù có phải chịu oan ức, tôi vẫn sẽ im lặng và bình tĩnh đối mặt. Cuối cùng, lời Phật dạy về thị phi chính là một phương pháp giúp chúng ta sống an yên trong cuộc sống đầy thị phi này. Để không bị cuốn vào những tranh cãi vô nghĩa, ta cần học cách im lặng, không tranh cãi, không sân si và để cho sự thật tự lên tiếng. Những người thông minh và sáng suốt không để cho thị phi làm loạn tâm trí của mình. Họ biết rằng thị phi không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, mà sự bình an nội tâm mới là thứ quý giá nhất. Vì vậy, mỗi khi đối mặt với thị phi, hãy nhớ rằng không tranh cãi là cách giải quyết nhanh nhất. Hãy dùng sự im lặng và bình thản để chiến thắng mọi thị phi, để cuộc sống của bạn luôn thanh thản và an vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.